ba ngày, treo lên dệt là 7 ngày, là 10 ngày, may thêm 1 ngày nữa là thành 11 ngày mới ra được một sản phẩm. Nam á, như thế đây thì nó cao tiền hơn. Ngoài tiền ăn là cái đây là 1.200 một cái. Thì bộ đấy, đây là nguyên bộ luôn. Bếp mặt vào đây là 3.500. Bộ nguyên cái đây á, cái áo ở đây luôn là 3.500. Mà ngoài cũng có bán người ở người trên đâu bán trong làng. Cứ ai muốn thì người bán vậy á. Thì mới làm khác, làm mình thì cũng có ai mua. Giờ ở đây thì người nhiều làm. Thank you.